Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về kỷ nguyên hải tặc. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Là quay trở về F175. Hôm nay bắt đầu chính thức sang chuỗi sự kiện Giáng sinh rồi đây. Nó bắt đầu được xả lực tinh tinh rồi. Nhưng ở đây đầu tiên ở đây cũng phải lưu ý nhắc nhở chủ đích rồi. Nhắc lại một chút xíu bạn khác rút kinh nghiệm đúng không? Là chúng ta không có nhiều thời gian rảnh. Mà chúng ta tích lực ấy, thì đầu tiên đừng có xả hết lực vội. Bây giờ bạn xả hết lực, bây giờ nếu bạn xả không kịp đấy thì phải tự nhiên là bạn dẫn đến cái câu chuyện là bạn bị mất đi 100 lực mua thêm hàng ngày không? Đó, nó rất là phí. Tại vì cái lúc là trước khi mà đến cái sự kiện Noel ấy là bên ngoài chỉ khoảng tầm vài nghìn lực thôi, rất là ít đúng không? Bạn có thể ấy để xả vừa hết xong rồi mua thêm lực sau, bắt đầu lại xả tiếp, mua thêm lực lại xả tiếp, kiểu kiểu vậy. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều do câu chuyện bạn vứt thêm mười mấy nghìn lực. Tại vì bạn chủ đích bạn vứt thêm mười mấy nghìn lực xong bạn vứt mình vào. Thực sự thì mình vào giúp bạn thôi nhưng mà nó mất thời gian. Nhớ mình bận thì sao đúng không? Mình sẽ không chủ động được đấy. Trong khi sự kiện diễn ra tận 14 ngày, vội cái gì đâu. Hôm nay việc của bạn đúng ra bạn nên xả hết cái lực đã tích từ mấy ngày trước đi. Sau đó về sau mua thêm 100 lực mỗi ngày đã. Sau đó về sau nếu còn dư thời gian bắt đầu mới xả tiếp ít một. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Chơi vậy làm khó cả cái người giúp đỡ luôn. Rất là mệt mỏi cái kiểu này luôn đấy. Là không tối ưu được lắm. Và tất nhiên 100-200 lực với mình nghĩ là tầm top nó không quan trọng đâu. Nên chơi vậy rất là không hay nhỉ, nó không tối ưu lắm. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa ở đây thì đợt này nó bán hơi áp lực một chút xíu là cái mì nước vàng nó bán tận 200 gói, tức là một ngày mất 300k vàng cơ. Nên thành ra dẫn đến việc là nick không sẵn vàng thì sẽ phải nạp vượt tí. Tại vì cái lễ bao nó chỉ có khoảng tầm bao nhiêu ca vàng thì quên sử xem lại cái lễ bao tí. Tại đây là chủ đích ăn rồi nên mình không để ý lắm thì xem lại, nhưng mà thấy hơi bất ngờ với số lượng vàng mất đấy. Ở đây một cái lễ bao của sự kiện đợt này nó giá là 200.000 vàng. Nhưng mà mua một ngày lực nó đã mất mẹ 300.000 vàng rồi. Thế này ra phải nạp vượt. Nó thật là phải nạp vượt. Trừ khi bạn tích vàng từ trước thôi, còn không tích vàng từ trước phải nạp vượt. Mà tuần trước nó bán Haki, nguyên mua Haki hết bán nó vàng được đâu. Nên thành ra là nó chưa phải nạp vượt thôi. Nó hơi khổ đi chỗ đấy nhá. Rồi cái này chấp nhận phải nạp vượt một tí cho chấp nhận chơi sự kiện phải chịu vậy. Còn sang tuần của cái phản hồi thì nó sẽ nhẹ hơn. Với tuần đấy là tuần chúng ta dùng vàng đó để chúng ta có thể chừa lại ít vàng để mua cái ngày lễ bao của tuần kế tiếp. Nó dễ. Thì đấy sẽ là phản hồi tận 2 triệu năm vàng mà, đúng không? Ở đâu nói chung là biết như thế. Còn sự kiện Giáng sinh này thì nói chung là cơ bản tỷ lệ bao nhiêu hộp mình chưa quan tâm lắm, nên xử lý dần thôi. Ở đây thì đi cho rộng rãi một tí, xả lực một tí thì đấy. Còn sự kiện Giáng sinh nó còn lâu cái nữa, còn thêm cái Giáng sinh vui vẻ này. Cái tất cái xe này ấn đây rơi thêm quà này. Xong rồi cái chúc phúc ở đây nữa. Cái chúc phúc ở đây nó sẽ có là tối đa là một ngày cho phát là 200 lần một ngày. Thì chú ý là ấn số loa, nếu bạn nào nhiều loa quá ấy, thì ấn đến mốc 200 thì dừng lại để sang ngày mới ấn tiếp, đúng không? Còn bạn nào dưới 200 loa thì không cần quan tâm. Đấy, theo vấn đề vậy thôi. Còn sự kiện Giáng sinh vậy, bây giờ mình đầu tiên phải đi chạy map xả lực nốt cho bạn. Bây giờ nếu mà lên Red Rosa rồi sao ấy. Lên Red Rosa rồi thì kẹt map là chuyện bình thường nhé. Chắc là kẹt con cuối cùng. Có ô đen thì may ra đánh được chứ không thì khó. Con này thường sẽ kẹt thôi. Thôi con này không cần đánh cố làm gì. Ra đi chọn một map bất kỳ để xả thôi. Ở đây nick này cho tới chơi tuyệt chiêu nên chắc là nhanh nhất thì cứ chọn cái map ở đây, tầm cái map này là nhanh nhất này. Cái map gần nhất mà có cả danh hiệu cả ấy tiện luôn thì chọn cái map vùng băng vận chuyển. Ở đây xả nhiều lực các thứ nhưng mà nếu mà muốn lên cấp nhanh thì kéo chọn map cao để xem thử cái lượng kinh nghiệm. Tấn công một cái cửa này cho mình lượng kinh nghiệm đây sẽ là 15.280 không? Sau khi cái map cao nhất là bao nhiêu? 15.280. Ở cái map cao nhất nếu mình xả lùi xuống tí 17.440 cũng chênh một tí nhỉ. Thực ra đích này chắc là chưa đua được cây ác ma đâu. Kéo mình sao cái map trên một tí xíu cho nó nhanh. Mình kéo chọn map trên đi. Map trên có quà đặc biệt nhưng cái tầm này chưa có quà đặc biệt. Phải lên tận mấy cái map sau Red Rosa. Đây là Red Rosa rồi nhưng mà cái map cao hơn nữa thì quà sẽ khác đi một chút xíu. Còn giờ chắc là farm quặng đồng trước đi. Còn nếu thích quặng vàng thì lùi xuống một map. Đấy thì farm tầm map trên đi. Để cho nhanh lên cấp đã. Mình nghĩ tầm này lên cấp trước đi. Xong rồi sau tích tài nguyên lua cây sau. Tại mình cũng khi mình đã nghĩ đến cảnh lấy trái thiên long ấy là mình nghĩ cái cảnh có thể sẽ không bao giờ đua được tên lửa. Nên cứ từ từ, đúng không? Cứ từ từ thôi. Nên mình nghĩ như vậy. Cái quá trình farm thì chắc mình sẽ tua qua tí nhá, mình có 13k lực tua qua tí đỡ dài. Mình sẽ tua qua cái đoạn farm lực nhé. Ok, farm gần hết lực thì hết vàng. Bây giờ ta phải đi mở đây là 1 2 3 4 5 khoảng tầm hơn 5.500 túi, 5.600, 5.600 túi ra để lấy vàng về đã. Sau đầu lại có vàng đi farm tiếp. Đợt này nó cho quả 300k vàng một ngày mua lực nên là cũng hơi áp lực đấy. Nói chung bây giờ mở ra để hồi tí vàng đi xả tiếp. Cái quá trình mở ra thứ thì sẽ tua qua nhé. Ok, như vậy là xả xong nhá. Xả xong nó cũng khá tốn slot cho mấy cái trái kinh nghiệm rơi ra, cứ phải đi dung hợp và vội thôi. Cái này nâng cấp nhẹ một chút xíu, cái này lên sẵn đi. Để xem nó hồi được bao nhiêu vàng nhé mà.
Mình đợt này đang dồn rất nhiều kinh nghiệm trái, mình đợt này mình sẽ nâng kinh nghiệm trái trước. Tại vì sao mình không nâng thần thạch cái thứ sớm? Thì đơn giản điều là mình cũng không đủ berry mà nâng ấy. Thế nếu mà đủ berry nâng thì nâng thần thạch trước lấy lực chiến cho hoành tráng. Nhưng mà đây hiện tại do tình cảnh không đủ. Đây dùng cái này sẽ nó hồi được bao nhiêu? Chắc cũng đủ vàng thì mình xả nốt nó 800 phát thì nhanh thôi mà. Nói chung hình như lúc đầu có khoảng 670k vàng, bây giờ hồi lại 670k thì một đều. Cảm giác cũng trả lời được mấy đúng không? Có bao nhiêu hồi lại bấy nhiêu, nói chung vẫn phải nạp vượt thêm một tí. Căn bản hơi sốc cái quả nó bán tận 200 gói mì. Nên thành ra nó hơi căng, mỗi gói mì là 200 gói mì là khoảng tầm 300k vàng. Cái phản hồi có 2 triệu 5 vàng thì tiêu mất 4 nó 3721, 2 triệu 1 vàng rồi là gì nữa. Áp lực đấy. Mà chính như lúc như này thì thấy vì sao lại không nên mở lực quá sớm, tại vì mở sớm thì phải mất thêm cái vàng đi xả lực, cái này có phải tự nó phí không? Auto click thì bao giờ cho xong, mà ấn xả nhanh thì cho nó tiện trong ngày thì phải dùng vàng. Thì tự nhiên mình tốn nhiều vàng hơn, đã phải nạp vượt thì chứ. Nên sau các bạn rút kinh nghiệm đừng có mở sớm quá nhé. Cảm giác mình rảnh có đủ thời gian thì hãng mở sớm, còn không thì cứ mở từ từ thôi, mở bao nhiêu gọn bấy nhiêu, không để một đống ra vầy lúc xả nó phức tạp thôi. Đây mình cứ đều bạn sắt vàng đồng sắt với lại bạc cứ đan xen nhau thôi. Còn cái vàng lúc nào nếu thiếu về sau có thể chọn cái túi lựa chọn theo túi nguyên liệu. Còn nếu không có túi đấy thì sao mình farm trong thời gian sau cũng được. Tại mỗi ngày mua thêm 2.000 lực mà. Thì ví dụ như mấy hôm nay farm sắt đồng với lại bạc nhiều quá rồi đấy, thì có thể hôm sau mình tập trung farm vàng thì xuống cái map dưới mình farm cũng được, không chẳng vấn đề gì lắm. Thì giai đoạn này nó muốn lên cho nhanh mắc cấp đi mà, thì cứ đan xem với cái quặng thôi. Như vậy là xong hết cái đống lực rồi nhé. Bán bớt với cái này thôi, nó rộng chỗ. Bán xong rồi ta có được số cái vé vòng quay nhất định, lại đi có cái quay gacha ở chút xíu. Xem có ra là cái gì ngon ngon không. Chỗ này mình có được 800 vé không? Quay 100 phát một thôi. À đã bị đầy túi, cái túi này chưa đủ chỗ trống. Dung hợp bớt cái trá quỷ cho rộng. Nó phải đòi hỏi bạn ở trên 100 slot trống nó mới cho bạn ấn nhé. Còn nếu mà dưới 100 slot nó không ấn được đâu. Giờ cho mở nhanh thì mấy cái này có thể mở nhanh được. Để cho nó rộng túi rồi. Nhưng có một số thứ nó vẫn chưa mở nhanh đâu nhé. Nhưng mà cái này vẫn là mở từ từ. Thôi cho cái nào mở nhanh thì mở trước. Cái nào chậm quá thì cái nào hết video rồi ta mở sau. À nó hồi thêm chút vàng chỗ này nữa. Mình quên không tính lượng vàng này. Nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu. Đỡ được khoảng tầm 100k vàng. Mới phải nạp vượt thêm 200k vàng nữa vào. Thì mới đủ chi tiêu. Nói chung rất là tốn kém nhé. Nói chung nên là sự kiện này chơi cũng phải có tiền mới chơi được. Quá trình mở hộp nó hồi cho mình được là 234 cái bánh mì. Thực ra còn thể hồi nhiều lực hơn nữa vì còn cái chỗ Giáng sinh vui vẻ chưa mở cây thông. Nên ví dụ bạn dùng cái tất cái xe trực tuyết đấy này nó sẽ hồi thêm lực cho bạn nữa. Nó rất là nhiều, nói chung là nhiều lực lắm. Cộng với mỗi ngày nó bán tận 2.000 lực nữa thì như vậy thì tại vì các bản sự kiện nó gần sự kiện sinh nhật quá ấy, nó bán nhiều hơn. Nên rất áp lực cho cái người mua luôn đấy. 273, đủ 100 slot trống rồi đấy. Thì sẽ quay cái vòng quay tiếp nhé. Nó sẽ hồi thêm lực với số kết quả linh tinh cho mình. Còn quà ngon thì xác suất rơi ra không cao lắm đâu. Cái chơi sự kiện này ra cờ cũng nhiều cũng sướng. Ấn thì hết cũng nhanh thôi. Nên các server mới thường thiếu trái ác quỷ, chứ riêng với mấy cái server kiểu này chả bao giờ thiếu cả. Rồi, nói chung chưa ra cái gì ngon, 81 lần lẻ quá. Ngày mai mua thêm lực ấy thêm. Tài nguyên thì rất là nhiều nha. Có thể nâng nhẹ một chút xíu, mấy cái này không biết là có chưa nhỉ. Cái này có rồi thì dã đi thôi. Để lấy đổi lại lấy cái thủy tinh. Để sau cường hóa phòng trang sức đây. Có cả điểm chiêu mộ cũng rất là cần này. Rồi sao mình đang định hướng lên cả con lo nữa thì mình sẽ cần cả điểm chiêu mộ nữa. Nick này nhiều phiến này không biết có đỡ ở tí Wano nào không. Tại vì nhiều phiến quá dùng phiến lấy con lo để tiết kiệm cái Wano cho con khác thôi. Giờ xác định chưa đủ nguyên tố mới cái túi cứ để lại thôi. Bây giờ đủ giấy lần này thì mở luôn thôi. Cái túi tinh hóa quỷ ở đây hiện tại thì cũng đừng có mở vội nhé. Mở sẽ rất tốn slot túi đồ.
Do giờ sau mình lúc nào cần đua cây ép mai cái gì đó mình mở cái túi này sau. Túi này cất trong kho đó. À, xem nãy giờ không biết được tầm bao nhiêu hộp rồi nhỉ. Mình tính sự kiện này lấy thêm hộp 35 nữa thôi. Để mình lấy thêm còn lại thừa thiếu bao nhiêu thì mình kiếm nguyên liệu khác. Lấy xuống sự kiện Giáng sinh nhé. Thôi cũng tương đối nhiều đấy, mình đã chủ động tích lực từ trước rồi mà. Này thiếu chút xíu để mua sau, đấy không quan trọng lắm. Được thêm khoảng 1-2 hộp nữa. Thì chỗ này ở đây cộng với một hộp nó cho sẵn chỗ lễ bao nữa, đây tổng được 15 hộp rồi. 15 hộp rồi mà cái phản hồi kiểu gì cho khoảng tầm 3-4 hộp nữa không? Thì gọi cho sấp xỉ, còn nói chung là mua lực linh tinh nữa thì mình chưa tính tỷ lệ mùa này, nhưng mà nói chung là xem mình chắc cũng phải được khoảng ít nhất cũng phải được 20 hộp rồi. Còn tuần sau linh tinh nữa thì chung là chắc là 35 hộp đơn giản đấy mà. Thì hai hộp 35 thì mình lấy được, nhưng mà cái vấn đề của chỗ cái trái quỷ cái là cũng phải cần su. Thì mất thời gian chờ su chút xíu vì đây phải để cái trái quỷ này. Ví dụ mình định lấy trái cho Oden độ sớm chẳng hạn thì mình xác định server mới ít người lên được tướng mà. Thì nếu mình chơi Oden độ sớm ở đây thì bạn để ý là có cái trái quỷ đây. Trái thiên long à, đúng rồi, thiên long đây. Nó cần tận 4.500 xu. Nên bây giờ xu để cho lên Oden trước đã. Còn cái này lấy cái bản vẽ về trước. Xong rồi sau chờ thêm khoảng tầm 4.500 xu thì chắc là lấy Oden xong dư ít xu cộng cái kia nên chắc khoảng tầm là lấy Oden xong thêm 3 tuần nữa. Tức là nói chung mất khoảng tầm tháng nữa mới lên được cái quả này. Để tối ưu cho con Oden chút xíu. Tại bây giờ mình xác định là bây giờ nếu mà sử mình chú ý chọn lên Uta chẳng hạn thì mình nghĩ là cũng chả đủ Haki để nâng Uta luôn. Thứ hai Uta mình đang kỳ vọng sẽ giảm giá xuống vì nó ra là một những con siêu tướng thế hệ đầu của cái trò dùng con dấu chính phủ. Nên mình hy vọng Uta sẽ giảm giá xuống. Nên thành ra là mình tạm thời mình chưa muốn lấy vội. Còn mình đang định nhảy con siêu tướng đầu tiên có lẽ mình sẽ nhảy lên con King. Con King có lẽ là phù hợp hơn. Nhưng tất nhiên là chờ tương lai đã. Còn hiện tại giờ với mặt bằng server hiện tại thì mình thấy khá là mạnh rồi. Nên ra mình từ từ đi một chút. Chứ không áp lực quá vì như bạn này chơi cái nick này là bạn này chơi là bạn chạy qua mấy sự kiện lớn này. Một cái sự kiện đua top nạp này, kèm theo sự kiện sinh nhật này, một sự kiện Noel này, xong nghỉ 1-2 tháng lại chạy tiếp một sự kiện nữa là sự kiện Tết, Tết âm lịch. Nên rất là nhiều sự kiện nó dồn dập đấy. Thì sợ chủ nick cũng áp lực quá nên mình giảm bớt áp lực đi tí. Thế giờ lên tướng xong thì giờ lấy cái Uta về cũng chả lên được luôn đấy. Thì cứ chơi kiểu đấy đã. Mình lấy con lo về chơi cũng được mà. Thì đang dự tính là tập này lấy Oden xong rồi sau lấy lo. Ở đây có rất nhiều cái tài nguyên lặt vặt nhưng mà dùng cái cờ cái thiết thực nhất dùng được luôn thì mở trước. Cờ hay rơi ở cuối. Chủ đích này tăng trưởng nhanh thôi. Nói chung nạp đều tăng nhanh nhưng mà. Cái này như là trước trùng rồi thì đem vào trong cái nhà máy. Cái nhà máy là cái nhà máy ở chỗ để khai thác cái đấy. Cái nhà máy Vegapunk đâu nhỉ? Đây cái xưởng, nhà xưởng Vegapunk đây. Vứt cái con pet đây vào. Cái này đừng thấy cái gì cho đây cũng vứt vào hết nhá. Cái gì cảm giác không dùng tới thì vứt vào thôi. Còn cái gì dùng được cứ để lại mà dùng. Chứ cái đấy còn lâu mới mắc được. Hiện tại chủ đích như làm xong hết nhiệm vụ sao mình kiểm tra qua tí thì bạn làm xong hết chưa? Cái hội đàm không hiểu sao không làm hết đi nhỉ? Thế bạn này hay chừa lại cái hội đàm. Mặc dù nó trả đáng bao nhiêu vàng nhưng lúc khốn khó đôi khi nó sẽ giúp ích một tí. Được tí nào hay tí đó, server mới mà. Ấn cái này cũng nhanh thì nên ấn đi tí. Cái tôn thờ thế thì chưa có, tàu chiến thì không cần cược, mình bỏ tính năng tàu chiến. Ở đây rồi mình kiểm tra thêm một số cái ví dụ tinh bàn. Tinh bàn giờ chắc là thêm một đống tinh thạch rồi, chắc nâng tiếp tinh bàn chính ấy. Mình không có chủ trương nâng tinh bàn thiên phú đích này lắm. Chính xác bây giờ muốn nâng luôn có nâng ở đâu, làm gì có đủ điểm trong cái shop để mà nâng cái Asura đâu. Tiếp tục ở đây sang tiếp bên công hội, ở đây thì này thêm lên tí cấp thì cống hiến thêm một chút xíu, lên cấp tăng thêm cái điểm cống hiến một ngày. Sang chỗ viện nghiên cứu công hội một chút xíu này, ít điểm quá không làm gì được. Bên này thì đây mình thấy là bạn ấy quên chưa dùng Benny chỗ này, chỗ này cái này mới mở ra được thì lấy thêm một tí vào. Cái này làm hết số lần làm mới là ok rồi, chưa mở cái mức mua bánh mì nên phải chờ thêm nữa. Tiếp tục nữa ở đây là mình dò tiếp đến một số cái quan trọng thôi, còn một số cái linh tinh thì thôi bỏ qua. Dò tiếp cái gì giờ nhỉ? Chỗ này cái này vùng biển thần bí. Đây mình thấy vùng biển thần bí là ném vàng chưa hết này, ném nốt đi. Shop 7 lần, tức là mình phải đi kiểm tra xem người ta có gì người ta làm shop không đã. Và giao tính năng Haki, bây giờ mình đủ Haki Oden rồi. Bây giờ chủ yếu mình đào thêm Haki để chuẩn bị cho con lo thôi. Chứ cái Haki này là quá thừa cho Oden rồi.
Tiếp tục là sang cái này. Xong rồi đúng không? Vườn ác ma thì gọi là trồng vui vui tí vậy. Không cần bón phân nhé. Ít hạt giống quá không cần bón phân. Bây giờ bạn nhiều quá bạn có thể bón phân cho nó nhanh. Còn ít quá để đấy qua ngày rồi nhận. Cái này vẫn thiên hướng mình lấy trái kinh nghiệm nên thôi, để nhiều nhiều tí lấy một thẻ được. Mình lấy trái kinh nghiệm để cho mình nâng cái level cho nhanh thôi. Còn cái gì nhỉ? Hải hồn chắc là nâng được. Có hơn 500k chắc là nâng thêm một cung nhỉ. Còn đến 700k kìa. Vậy nâng được một chút thôi. Cái phản hồi này là thừa nhiều lắm đây này. Gần như gấp đôi cái phản hồi trước rồi. Để nạp đều. Đợt này nó có cái gì không nhỉ? Nó có sự kiện gì khác không nhỉ? Ở đây chỗ hoạt động lễ Tết ở đây nó sẽ là cái lật bài. Cái này phải lật hàng ngày nhé. Cái này rất nhiều bạn sẽ quên không lật đấy. Đây thấy bạn này chưa lật, mình sẽ lật cho bạn ấy. Cái này rất nhiều người sẽ không để ý cái này để lật. Lật thêm nó có ra thêm lực, ra thêm tài nguyên linh tinh cho bạn. Nó không phải quá nhiều nhưng mà tội gì không lật. Đó, tội gì không lật. Mà chắc chắn là nhiều bạn sẽ không lật cái này. Nó chỉ có 100 lần lật nó cũng nhanh, nó để auto click nó bấm một lúc mà xong ấy mà. Nói chung cái đấy mấy chuỗi sự kiện là mệt. Đợt này mình chạy mấy sự kiện liền. Mình chạy cả hai nhà phát hành Kỷ Nguyên 568. Thì cái Noel nó giáp danh nhau. 568 thì không có cái sinh nhật, nhưng mà sinh nhật cái này ra trước thì cái Noel lại lùi xuống một tuần. Thì nói chung là giáp danh một tuần, đây tuần này tuần là tuần cuối của bên 568 để là tuần đầu bên Kỷ Nguyên. Ôi dù chạy sự kiện nhọc lắm. Mình đi chạy cả tuần toàn đi xả lực liên tục, nghỉ được 1-2 tuần lại xả lực tiếp. Nó rất là áp lực luôn. Nó nhiều thứ phải làm quá. Chờ tí, à thôi để tua qua luôn thì cái này cũng mất thời gian. Giờ khi lật bài xong rồi thì chui ra thôi. Còn cái gì nhỉ? Kiểm tra tiếp cái này nhận rồi đúng không? Còn này có cái công hội chiến thì update một chút vào công hội chiến. Thật ra công hội chiến thì cũng không có kỳ vọng nhiều lắm. Chỉ qua là chỉ sợ cụm mới nó ít công hội ấy, thì có thể vào thẳng được. Chứ đánh nhau thì chắc là tỷ lệ thành công nó không cao. Chủ yếu là hy vọng là ít người báo danh quá thôi. Ô đen thì chắc mình không lên kịp công hội chiến rồi. Nguyên tố cũng khá nhiều điểm đấy. Có nên gom để chờ nguyên tố mới không nhỉ? Hay lấy tạm một số nguyên tố khác. Tuần này đang tốn vàng quá, nguyên tố cứ để chờ thêm một tí đi. Cái nguyên tố bên này nó có thể dùng vàng mua được các thứ nhanh hơn nên mình ra là cũng không vội lắm. Lúc nào thích lên thì lên thôi. Ở đây kiểm tra thêm cái cây đã trả lời câu hỏi chưa. Rất nhiều bạn sẽ không trả lời cái câu hỏi chỗ cái cây này. Lần này hết trả lời rồi nhưng trả lời sai mất 2 câu này. Cái này nên để ý cái đáp án của mình đã có sẵn đáp án rồi. Có vẻ không chịu check chứ sao. Tiếp tục ở đây, tiếp tục sang chỗ Giáng sinh vui vẻ tiếp. Từ cái chuỗi này lật cũng lâu này, rồi sang bên chúc phúc trước. Chúc ở đây có 193 cái loa dùng hết luôn đi. Nó được thêm quà đấy. Cái này nhiều bạn không để ý được cũng quên không dùng đấy. Còn cái tất thì đôi khi nó sẽ bị cái kiểu là các bạn phải để túi đồ nó dày một tí. Nên nhiều khi túi đồ bé quá là đôi khi nó lật nó chật túi đồ rất nhanh. Tại vì một cái thứ tốn túi đồ nhất là cái trái kinh nghiệm ấy. Trái kinh nghiệm rất là tốn túi đồ. Bạn nào không để ý là rất là nhanh bị đầy. Này ấn một mạch, ấn liên tục đi nhá. Tại vì khi bạn dừng phát sẽ lag ấy. Không ấn được ngay lập tức đâu. Để nó chạy rất nhiều cái lời thông báo mà. Ấn một mạch liên tục đi. Dừng một phát là sẽ đơ. Còn nói chung chắc chắn là số loa bạn sẽ ít hơn số ngày chơi sự kiện nên là không lo đâu. Một ngày 200 loa đừng vượt quá 200 là được. Còn sang ngày mới lại reset lại mà. Lại cho 200 lần tiếp thôi mà. Để lấy tối ưu quà. Ngày xưa cái này còn khát khao ấn để kiếm thêm quà, bây giờ thì nó cũng bình thường thôi. Mình chỉ cần dùng tí cái loa có sẵn thôi. Nó rất là lag. Chắc chắn là cái phát loa này nó sẽ chậm hơn cái lời nhắn thực tế ở đây. Tại vì thực ra mình ấn vậy ấn rất liên tục mà. Có quá trình chơi sự kiện cũng xác suất lại rơi thêm loa đấy. Thế mà ấn thôi.
Nói chung là toàn sự kiện lâu la thôi, rất mất thời gian ấn cái này luôn. Rồi hết loa nhé, còn 6 lần thực bỏ qua đi. Này ghép vào đỡ tốn chiến tích hơn chút xíu. Nick này server mới thì tiết kiệm chiến tích, còn server cũ mình không quan tâm đâu. Server cũ thì dã luôn cho nó nhanh đấy, thì chiến tích nó nhiều ấy. Còn server mới chiến tích đang hiếm thì phải dung hợp nó vào. Cho nên đổi ra mình dã ra mình lấy cái trái kinh nghiệm, à mình lấy cái vật phẩm vật liệu nguyên liệu để mình dồn vào mình nâng cấp thân vật tướng. Nhưng mà đợt này tướng mình có vẻ chuyển sinh chưa nhiều lắm, thì có thể mình sẽ để dành cái nguyên liệu đấy về sau lên cấp cao rồi lấy mình nâng sau. Thì như lần trước nó bị đầy, à nếu mình mới chuyển sinh thêm một lần thì cũng có thể thêm một tí được. Nhưng mà dung hợp nó lại để dạng mảnh nó tốn chiến tích hơn thôi. Để thêm ít phiến thì nick này rất nhiều phiến rồi, nên quá trình lấy lo nghĩ không khó lắm đâu. Nó đi giá cái đống này đi nhé. Còn cái lật bài kia nó là một cái rất là tốn slot, là cái chỗ trái kinh nghiệm với cái viên kinh nghiệm này. Thế lại dồn một cái viên nào đó mà nâng. Ở đây có viên 9 rồi dồn tạm đi. Xong giá đống này đi xem cái quà thân vật nâng tiếp đi. Thì không nhớ cấp bao nhiêu cho giới hạn nó lên 200, còn hiện tại cấp hiện lần trước là bị mắc cấp rồi. Còn đợt này mới chuyển sinh thêm lần thì may ra nâng thêm một chút xíu rồi. Này ấn trông vậy cũng lâu phết để tua qua đoạn này. Rồi ok, như vậy xử lý xong hết rồi nhé. Ta giấy xong giờ dung hợp tiếp cái này vào. Rất tốn slot nhưng mà thôi, mình đang cần rất nhiều trái kinh nghiệm để mình nâng level cho trái của tướng. Rồi quay sang bên đồng đội này, sang bên chỗ thân mật này. Chỗ quà tặng thân mật mình nâng tiếp, mình đang nâng dở Kaku nhỉ, trước ta nhớ đang nâng dở Kaku. Kaku với Queen cơ bản đuổi nhau, thôi chuyển sang nâng Queen cho dễ nhận diện. Đấy, bắt đầu thêm được rồi. Tặng lên cho Cao, chuyển thân mật cho châu bò này, cái này mắc cấp 200 cơ. Thân mật lên nó tăng lực chiến, tăng độ châu bò đấy tí. Lên thêm được mấy cấp nữa. Hết chưa nhỉ? Hết rồi, con sau đấy truyền sang con khác thôi. Con này ghét là ghét đồ dụng cụ bếp à. Con Kaku thích dụng cụ bếp, con phải truyền hai con này qua nhau. Để truyền cái này sang con Kaku. Lên 76 lại từ Kaku lại nhận thêm cái quà thân mật này tiếp này. Đấy. À mắc rồi để tạm 76 vậy. Tưởng chưa mắc thì ấy thêm tí. Để chuyển từ 76 sang mấy con khác đó. Dâu trắng cho lên tí. Dâu trắng thì về sau chắc vứt sớm thôi, nhưng mà hiện tại chưa vứt được. Đấy 75 lên 76 à. Hơi phí nhỉ. Rồi không sao. Rồi sang tiếp con Marco. Chuyển mà sát cấp nhau quá này không được nhiều lắm đâu nhé. Bỏ 150 vàng nữa được. Rồi, tạm tạm như vậy chút thôi. Mấy cái này mở bớt đi. Mở rộng ra để chuẩn bị sang tinh thần tiếp theo. Cái lực này tại chưa xả vội nhé. Bây giờ xả tiếp để dùng vàng đi farm tiếp nó lâu lắm. Để sang cái tuần phản hồi rồi mở cái lực ra. Bây giờ giai đoạn này chỉ là mua lực thôi. Xong sang tuần phản hồi rồi xả. Lúc đấy nhiều vàng hơn, nó thoải mái hơn. Nên tập này đang nghèo, không nên tiêu quá nhiều. Túi chai 6 sao thì ta cũng không cần mở vội đâu vì tri thức có nhiều rồi. Túi cá thì như mà mấy chung mình sẽ mở hết cái túi này ra này. Sau đó mình vào cái chỗ Giáng sinh này, mình chỉ với cái này mình ấn vào đây lấy quà thêm này. Thì cái quá trình này rất là lâu, mình sẽ tua qua luôn nhé. Chứ còn ấn cái này lâu lắm. Thì cái này trông phải mấy nghìn cái đây rồi. 4.600 cái tất với 1.000 hơn 1.000 cái xe. Chưa kể dọn túi linh tinh lâu lắm, mình sẽ tua qua đoạn này nhé. Rồi ok nhé, mình tiếp tục đoạn này sang tiếp một ngày sau, sang bắt đầu sang phản hồi không? Hôm nay hết vàng rồi, ta bắt đầu bơm phản hồi vào tiếp. Thì chờ tí mình đổi thêm ít vàng nhé, chúng ta sẽ phản hồi này sẽ là 2.500.000 vàng không? Thì chắc đổi tầm 1.500.000 vàng vào trước đi. Ta sẽ vào trong chỗ nạp thẻ để mình quy đổi vào. Nói chung là khá là tốn kém nhưng mà không sao. Server F175. Nó cho đổi mốc 1.500.000 vàng, mốc 2.500.000 vàng, đổi mốc 1.500.000 vàng trước nhé.
Đó, tắt đi bật lại nó sẽ hiện lên. Đầu tiên nhận quà ngày trước này, không nó quên mất. Tiếp tục là đây nhận và phản hồi. Lĩnh quà. Và mốc cuối 600 xu với hai hộp nữa xử lý sau. Đợt này nó cho nhiều cái túi thời trang kinh nên nhiều khả năng là tới phải nhắm con kinh ấy. Dùng hợp bớt cái trái kinh nghiệm một tí cho nó rộng chỗ ra nhé. Túi này sẽ có cả thời trang của Tesoro, của Uta, của Yamato, của King cơ. Đấy, nói chung là có mấy loại đấy. Số lượng nó đều là 5 mảnh nhá. Nói chung cái từ từ, cái này chưa cần chọn vội nhé, để từ từ xem sao đấy. Cái này tiếp tục ở đây nó sẽ là túi mảnh thời trang tiếp, mấy con này mình chưa có nên cất ở trong đã. Để sau chốt sau. Đây có túi trang sức Lam Hải dùng được luôn này. Thế như tuần trước đang lẻ món thì tuần này sẽ là chẵn món cho tăng chỉ số. Đây Lam Hải chết đang dở món đây không? Cái cao nhất cái này sẽ là cái ma phòng. Ma phòng này là 1600, lấy cái ma phòng đi. Ma phòng nó cao. Nó hay đòi game hay bị lỗi hình nhỉ? Nó không hiển thị rõ lên. Sau vào đổi cho cái trang sức cũ. Cái này trang sức đều chưa tẩy nên tôi cứ bỏ luôn mà thôi. Lúc nào rảnh tẩy sau, mấy hôm nay không rảnh. Đây trang bị nó vào. Trang này cường hóa được bao nhiêu rồi? Đang tầm 30 mấy rồi, cường tiếp lên đi. Xuống cường tí cái ma công trước đi, giờ này đang chơi queen trước mà. Cường đều đều đến tầm 50 trước. Thiếu không? Cứ để đây đã. Tiếp tục bây giờ quay về đây tiếp. Dùng bớt với cái này đi cho rộng chỗ. Lên thêm một cấp nữa. Nó cho thêm mình túi nhẫn thứ không tiện. À nãy mình hết vàng chưa đào hết haki, xuống đào haki không có quên nữa. Chờ mở nốt cái này xuống đào haki nữa. Cái đấy là cái dễ rủi ro, quên một ngày là mất bao nhiêu haki ấy. Về sau là không quan trọng, một giai đoạn này đang quan trọng. Tức là sau này haki thừa đầy. Sau này chỉ có không nguyên liệu mà lên tướng thôi. Mà nick nạp đều chắc không lâm một cảnh đấy đâu. Nhưng mà thường thì nguyên liệu vẫn sẽ kiếm đủ sau ấy. Đấy cất trong nhá, 17 hộp rồi. Cái cờ dùng luôn. Túi này dùng luôn. Đây xong quay ở chỗ này đào haki đấy. Tại vì dư haki để cho con sau nữa mà, nên kiểu gì cũng phải dùng tới. Cứ đào mắc bằng vàng bao giờ cảm giác tướng nó ổn ổn nó bắt đầu mới dừng. Ở đây thử nhẩm sẽ có bao nhiêu xu nhỉ? Đang 3.400, à không để nữa mở nốt cái kẹo cây gậy với lại cái túi này ra. Nên dùng nốt tí lực nữa xem nào. Tiếp tục mua tiếp lực hôm nay nhé, 200 túi tiếp. Tuần này mình thấy cái này nó cho khá nhiều trái kinh nghiệm nên nhiều khả năng có thể mình sẽ lại đổi lại thần thạch. Chứ thay vì việc mình đổi trái kinh nghiệm như mọi lần. Tại vì cảm giác bây giờ thấy kinh nghiệm trái nhiều nhiều rồi. Mình đang cân nhắc kiểu đấy. Lực bây giờ hiện tại cái này có đây xem một trong còn sót tí lực nào chưa xả không nhé. Còn bên ngoài đang có mấy trăm lực đấy rồi. Chỉ đừng ngó xem có gì dùng được và chưa dùng không. Rồi cơ bản là văn vã đấy, để dùng hết đống lực đi. Mình xả luôn đi cho gọn. Cái đoạn xả lực như là mở cái đống hộp này sẽ tua qua tí cho nó đỡ dài nhé. Mình sẽ tua qua đoạn này. Rồi ok, đoạn này tục sang một ngày tiếp theo nhé. Mình cứ quay cứ nối mỗi ngày một tí. Mình chơi nhiều nick cứ lúc này nick này tí quay nick kia tí ghép vào. Mình quên xử đoạn trước mình nói cái gì rồi. Thì lại khá bắt đầu sang một ngày tiếp theo rồi. Thì đã xả hết lực cái thứ tinh tinh rồi nhé. Thì sau khi xử lý xong văn vã một chút như vậy, ta có mấy trăm mấy lần quay thì chắc là đi đầu tiên đi dung hợp bớt tí trái quỷ đi. Mình chỉ đang lăn tăn tí lên đổi thần thạch hay tiếp tục đổi thêm kinh nghiệm trái thôi.
Giờ bắt đầu mình dồn trái Queen lên cộng 8 thế ok rồi, trái này cộng 10 là ok rồi. Thì trái cộng 8 này chắc chắn sẽ đủ cho mình lấy cái quả Thiên Long cộng 7 để lấy đủ độ. Nên mình ra bây giờ vứt rơi rơi tí cái này lên 3 lên cộng 6 và cái này đang quáng cho lên cộng 5. Cứ từ từ xử lý dần dần thôi. Túi đồ bây giờ rộng đấy, bây giờ sang quay vòng quay một chút xíu đi á. Cứ quay 100 nhát một đi xem có ra thêm cái gì không. Được thêm mỗi cái cờ hơi ít nhỉ. Nói chung là game nó bán nhiều lực vậy nên là chạy level thứ cũng nhanh thôi. Chả mấy chốc chắc chắn đợt này chắc chắn lên trên 170 cấp là chắc chắn rồi. Cố gắng chạy mấy sự kiện rèn này thì chắc là nhiều khả năng cũng sẽ sớm lên cấp 200 thôi. Còn 55 lần lẻ cái để đã vì mình đang xả rất nhiều lực, chưa có gì ngon lắm. Ra mở cái đống cờ trước đi. Mấy trái ác quỷ ra tới vớt ở trong kho lắm, dạo này không cần đến sớm. Tại vì dạo này mình bắt đầu mình đang cao cao sẵn rồi. Mấy cái này cũng để nguyên dạng này nhé, mở ra nó tốn slot lắm. Mình đã dọn bớt một số cái tài nguyên mở ra chứ mình tiêu 2.000 lực 2 ngày liền mình quay thì chắc chắn rơi rất nhiều vật phẩm lẻ ấy. Như là trả lời cả cây thông ấy dùng tất, dùng xe, tinh tinh rất nhiều thứ mà mình sẽ bỏ qua cho nó gọn. Để tiết kiệm thời gian chứ không. Nói hồi cho mình khá khá vàng nhưng mà nói chung gần như xác định cũng gần như hết vàng ấy mà. Nói chung tuần này cũng không mua thêm cái gì nhiều đâu. Tại vì cái lượng vàng mất rất là nhiều. Được có một túi Haki thì hơi ít nhỉ. Thế nữa mình đếm thử xem liệu có nhanh nhanh su được sớm một tuần không. Còn không thì phải sang tuần sau. Tuần sau thì chắc chắn đủ su rồi, xem tuần này có nhanh được không ấy mà. Thì ở đây hiện tại với cái lượng mình đang có đây mình sẽ có bao nhiêu su nhỉ. Ở đây mình lại đang có là 3.520 su vì trong quá trình chơi sẽ rơi thêm su. Nên ra mình xem có nhanh được không thôi, không nhanh được thì lại phải chờ thôi. Ở đây tính thử nhé. Ở đây mình đang có là 3.520 cộng với lại bên này là trong túi có bao nhiêu nhỉ? Đang có một cái gói cuối ở đây là tôi bỏ nốt với cái gói kia vào cộng thể cho nhanh. Để vừa nạp thẻ vừa cho thêm mấy cái túi này mà. Xem có nhây đủ xu không? Cần 6.500 xu. Chỉnh lý đây thì có cả 2 hộp 350 này. Tiếp tục ở đây nữa là mình có là 2 hộp 250. Tiếp tục ở đây là 1 hộp 200, trang bên có 2 hộp 200. Tiếp tục ở đây là mình có là 3 hộp 150. Tiếp tục là mình có ở đây là đôi 4, 5 hộp 100 nhé. Ui, 6.070, vẫn chưa đủ được, vẫn thiếu tí. À không, à vậy đủ rồi. Đủ. Tại vì cái mốc cuối chưa ăn mà. Mốc cuối là 600 xu nữa. Là 6.670, nhưng bây giờ bắt đầu xem Haki cao cấp có đủ không. Thì vào trung tâm đổi quà nhìn lại cho đúng là ô đen 6.670 không nhé. 6.500 là đủ mà. Mình kiểm tra chắc ăn này. Đúng rồi, 6.500 xu là đủ vậy. Vậy thì về cơ bản là xu là đủ trong tuần này luôn này. Nhưng mà bây giờ quan trọng là bây giờ Haki cao cấp tổng có bao nhiêu viên. Tại đợt này đang có đổi thưởng cho trung tâm đổi quà đang cho đổi qua đổi lại Haki ấy. Thì xem đổi qua đổi lại xem có đủ được không thì mình lên luôn trong tuần. Đúng không? Bây giờ xem nào. Ở đây đầu tiên đổi mấy cái hộp này trước đi đã này. Cứ để lẻ lẻ đi là nó phải mua thêm hộp lẻ. Cất cái hộp vào trong đó, ước lượng hộp dần. Hộp này hiện tại đây là mình đang có là 23 hộp. 23 hộp mà mình còn bao nhiêu? Mốc cuối. Mốc cuối đây cho thêm một hộp nữa, cho thêm 2 hộp nữa. Để mình ước lượng xem nếu dư tí có thể lấy thêm hộp cao Haki cao cấp trước. 23 với lại 2 hộp. Là 25 hộp rồi. Mình cần 35 hộp thôi. Chắc không đủ được 2 hộp 35 đâu. Nếu mà 35 hộp thôi thì 35 hộp thôi thì vị chi là mình còn thiếu 10 hộp nữa. 10 hộp nữa mà nguyên cái phản hồi nó cho ở đây là 1 hộp 2 hộp này. Còn tuần sau nữa mà 4 hộp với lẽ 3 hộp là 5 hộp. Là 5 hộp rồi. Còn thiếu có 5 hộp nữa thôi. Mình cứ coi như là vậy thì. Nhưng mà cũng không dư được nhiều lắm nhỉ. Cũng không dư được nhiều lắm đâu. Thôi bỏ qua ý định ấy đi. Thì cứ để nguyên như vậy đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình lại quay về đây tiếp xem nào. Vậy là bây giờ vị trí giờ mình cần là Haki cao cấp rất nhiều không? Ở đây mình đang có đây 19, bây giờ mình check vào nick ở server cũ đó. Để mình xem là cái lượng Haki cần thiết để mà nâng cấp con Oden sẽ là bao nhiêu viên. À không cần gì check server cũ nhỉ. Mình xem luôn server này vào tính năng Haki xem biết luôn lượng Haki cần để nâng thôi. Đó xem có đủ không thì chơi, không đủ thì ta lại phải chờ thêm. Nếu ở dạng Haki túi gộp thì nó mình sẽ được thêm mấy cái 7 bí kíp Haki ở đây.
Còn nếu mà dạng haki bình thường thì hơi mệt. Ấn nhầm nhá. Đó là tiếng Anh haki ấy. Chắc là túi gộp đúng không? Có vật phẩm mà. À không, chưa chắc. Để xuống xuống ô đen xem nào. Ô đen đây sẽ là không nào, túi túi rời. Là cần 60 viên mỗi loại, 60 viên mỗi loại. Bây giờ mình đổi mắc haki từng cái một xem nó ra bao nhiêu nhé. Đây vào đây đổi mắc đi, cũng không không cần phải tiết kiệm được bao nhiêu, đổi hết bấy nhiêu lên đi. Là được 31 viên này, sao mình đổi qua đổi lại mà. Sao mình vào cái tầm bảo này. Đây đúng không? Haki thường chắc chắn là thừa rồi. Giờ chủ yếu xem cái này thôi. Thế bây giờ thì mình quay về haki mình kiểm tra này. Chỉ có bất kỳ thôi. Ông chỉ có nào chưa lên Sura ấy. À, thôi thì chỉ vào trong này. Vẫn thiếu hơi nhiều nhỉ. Từ đây về mặt su thì trong tuần này sẽ đủ này. Nhưng mà thiếu haki này, thiếu cái viên này nhiều quá. Cái viên nhiều nhất là viên hỏa sát vẫn thiếu. Thực ra nếu mình dùng thêm cái điểm của cái Colosseum với điểm của tàu chiến thì có thể mình sẽ đủ luôn đấy. Nhưng mà tuy nhiên ở đây là mình thì mình lại đang nhiều khả năng là mình đang muốn đang để dành. Nếu để dành cái đấy thì cho lên lo sớm hơn đi. Nếu bây giờ mình vội vàng, đôi khi mình chậm đi một tuần nhưng bù lại mình lại lên sớm thì mình lại lên thì con lo nhanh hơn. Còn nếu giờ mình vội lên Oden sớm quá thì nhiều khả năng mình lại chậm tiến độ lên con lo. Còn mình thì muốn con lo lên trong tầm Tết cơ. Chứ bây giờ mình hy sinh cái điểm này đổi cái này, ví dụ trong điểm của cái tàu chiến chẳng hạn. Nếu mình hy sinh cái này đổi viên đỏ thì bạn có thể thấy đây mình đổi được rất nhiều viên, 93 viên cơ. Cái này đảo qua đảo lại cũng được. Hoặc không thì từ từ mình xem con lo. Nếu mình cảm giác lượng haki lo thiếu lâu quá đổi qua đổi lại thì lấy sớm cũng được. Tại vì đằng nào tuần sau sự kiện đặc biệt cũng chả có cái nguồn ra cái haki cao cấp đâu. Còn thì mình có thể đổi qua đổi lại tí. Nhưng mà từ từ mình xem trung tâm đổi tỷ lệ đổi là bao nhiêu rồi. Đấy cho mình đổi ở đây là tất cả các viên đều qua nhau đúng không nhỉ? Ví dụ viên ảnh sát thì hai viên. Nói chung là cứ hai viên này đổi được hai viên kia, được một viên kia. Vậy đắt quá nhỉ. Nhưng mà chính là viên ảnh sát thiếu nhiều, viên ảnh sát giờ đổi xừ trong cái shop tấn công hải quân đi. Shop này hiện tại cũng chả đổi gì. Tại ảnh sát là cái viên đổi rẻ nhất trong ba viên này rồi, hỏa sát, long sát đắt hơn mà. Nhưng mà mình lại đổi trong cái sao tầm bảo chế độ nhiều. Thì bây giờ viên ảnh sát là viên thiếu nhất thì đổi ưu tiên viên này trước đi. Đỡ được 5 viên. Mua thêm hai lượt cái này đi, nốt cái này mắc đi. Xem được thêm viên nữa không. Nói chung là bây giờ chủ yếu là thiếu cái haki cao cấp thôi. Haki thường thì chắc là cái su thì chắc chắn là mình đủ rồi. Sao lại tích su cho cả cái kia nên mình không dám dùng cái su dư để đổi thêm cái túi haki. Tại vì là nếu mình đổi vậy mình ảnh hưởng cái việc mình lên cái trái thiên long sớm ấy. Tại vì dự kiến như thế mà nếu mình muốn lên trái thiên long sớm thì mình chắc là mình chờ haki. Nên là ra cái này nó mắc nối cái kia nên mình không dám nhanh nhanh nhé. Chứ không phải một số bạn bảo anh không đổi cái kia mà lên đi, nhưng mà thực ra là nó ảnh hưởng cái tiến độ lên cái sau ấy. Được thêm hai viên nữa này. Thực ra bây giờ còn cái nguồn thì cái vòng quay nó ra được không nhỉ? Vòng quay lại không có cái viên haki. Mấy cái shop kia thì không đụng được, có một shop nữa có thể đụng được, cái shop chiến trường. Mà không biết có nhiều điểm không. Shop chiến trường thì gần như cũng chả làm gì. Shop chiến trường đây được 3.000 điểm, cái này đổi được hai túi à? Thôi đổi tạm hai túi vét tạm mới được, sẽ ra viên gì. Một số cái shop mà xác định không có hàng gì hot lắm thì đổi trước đi tí được. Được thêm một viên ảnh sát, viên long sát. Nói chung vẫn thiếu nhiều, các bạn vì tuần sau cũng là sự kiện đặc biệt nên nó sẽ không có dư cho mình nhé. Còn nếu mình hy sinh cái xu tuần sau để lấy viên haki cao cấp để nâng thì quá đơn giản. Nhưng mà tuy nhiên là mình đang muốn chờ vì sau hai cái tuần sự kiện Noel ấy nó lại quay về cái shop giảm giá lại bán 10 viên mỗi ngày. Như vậy chỉ cần mua khoảng tầm 1-2 tuần là sẽ đủ haki. Nên thì ra cũng không muốn vậy, để muốn đẩy nhanh con lo. Mình muốn tính cả con lo luôn. Tức là khi mình chuẩn bị lên xong con này ấy, là mình tính cho câu chuyện lên con khác. Còn tất nhiên chủ nick người ta hào hứng quá muốn lên sớm thì kệ người ta. Thì đấy người ta chắc lại hy sinh. À không, bây giờ mình lại phải nghĩ đến giải pháp là chơi hộp. Bây giờ mình lại phải quay về xem lại xem là túi bao nhiêu hộp thì sẽ được cái viên cái túi haki đấy. Thì trong chuỗi sự kiện chào mừng Giáng sinh ở đây ấy, thì cái túi haki cao cấp mình xem chỗ nào đây. Ví dụ như hộp 10 cho mình đổi túi nguyên liệu nâng cấp Sura. Túi nguyên liệu nâng cấp Sura có phải túi haki cao cấp không nhỉ? Hộp 10 nhớ trước mình quay nick Lâm của bên S1. Mình check lại video đấy một chút xíu nữa nhé. Đấy là làm video của nick nhớ like nhé của mình. Nhưng mà quan trọng mình không chỉ cái hộp đấy. Nhưng mà tuy nhiên là nhìn cái kiểu hộp đấy có lẽ là túi nguyên liệu của Sura. Nhưng mà chỉ có 12 viên thôi. 12 viên thì chờ sang tuần sau nữa mua cho xong.
Nếu mà kiểu nó nhiều nhiều tí thì bõ công cố, nên nó ít quá không bõ. Còn nếu mà muốn lên gấp nữa thì lại phải dùng xu thôi, dùng xu mà đổi thôi. Nhưng mà tuy nhiên mình vẫn không hứng thú dùng xu lắm. Dùng xu thấy nó cứ tốn tốn thế nào ấy. Tại các bạn bây giờ mà dùng xu lại chờ quả thiên long lại cần lâu nữa. Con lo thì không dính dính đến xu, những cái kia lại dính đến. Bây giờ đi dò thêm tí xem cái shop nào mà nó không đụng chạm không nhỉ. Ở shop huyết chiến. Cái huyết chiến này không đụng mấy. Nhưng mà điểm lại ít, các bạn server mới lại không có nhiều điểm. Shop này chủ yếu ngày xưa hay dùng đổi thêm haki, bây giờ haki thì nhiều mình không cần đổi thêm nữa. Mà nó có cái viên nào trong, có viên ảnh sát này. Nếu mình hy sinh hết điểm đổi viên ảnh sát được thêm có 2 viên thì không ăn thua nhỉ. Nhận thêm tí điểm này giỏi lắm thì được 3 viên, vẫn thiếu nhiều. Nói chung là mấy viên này cũng xem nhau rồi. Nói chung là cứ chăm chỉ tầm bảo thuyền tím, với đi mua sao tím trong shop Thương Thành, với đi chế độ cao cao một tí mà lấy từ từ thôi. Còn mà sau thì mình chuyển viên này sang viên kia thôi. Tại vì 50 mấy, ví dụ một viên đã 50, sắp thưởng nó 60 mỗi viên thôi. 60 mỗi viên thì nếu sao đỏ sao tím chắc là mấy hôm nữa sẽ đủ hai viên này thôi. Thì sau dư ra mình đổi sang viên ảnh sát rồi sao. Nói chung là lên chậm một tí cho nó hay đi. Tầm này, trừ khi chủ đích vội thì vẫn lên được nhá. Chủ đích vội thì nhiều cách lắm. Dùng cái điểm chiến công, điểm Colosseum đổi cái thứ tinh tinh thì nhanh không ấy mà. Chẳng qua thì đang muốn một sao lên một phát lên được nhiều nhất có thể ấy. Chứ còn nếu mà lên kiểu vội vàng thì lên được ngay. Nói thật thích video này lên ngay được, còn sao là nạp nốt vào ăn nốt cái mốc cuối để lấy thêm 600 xu về nhá. Là đổi nốt được vật phẩm lên ô đen thôi. Sau đó mình lại dùng cái xu dư ra, hoặc là cùng lắm sang tuần sau dùng cái xu tuần sau đổi hết ra viên haki thì nó còn đầy dư đầy ấy mà. Chẳng qua điều muốn tối ưu cho cái trái ác quỷ nó sớm ấy. Nhưng mà mấy cái này hôm nay kiếm thêm thì hơi khó rồi. Thôi cứ tạm thời cứ chờ thêm đi, để mình hỏi lại chủ nick đã. Nếu bạn thích lên sớm thì mình cho bạn lên sớm thôi, cũng chả vấn đề tiền bạn đâu mà. Chẳng qua là với mình thì nếu mà lên được nhiều nhất có thể thì nó hay hơn là việc mình lên vội một thứ xong rồi chờ mòn mỏi thứ sau. Mình thích kiểu chơi kiểu đấy hơn. Và mỗi người mình kiểu chơi cứ tùy xem thế nào đấy. Ở đây mình đang nạp tạm 1.500.000 vàng, mình còn thêm 1.000.000 vàng chưa nạp vào nữa. Thì Nguyên mua bánh 300k vàng một ngày thì mua nốt mấy ngày nữa mất mấy triệu vàng rồi thì mất cả triệu vàng rồi, nên là cũng không dư giả nhiều đâu. 3 ngày nó mất 900k vàng rồi mà. Dùng mấy cái này đi tinh để nâng cấp tiếp đi. Mấy cái túi trái ác quỷ cấp trong cái server này ra đúng cái đợt toàn ra cái ra trái quỷ rất là nhiều. Giờ tiếp tục chọn tiếp mấy cái trang sức trước đi. Chọn mấy cái trang sức trước, cái đấy là chắc chắn nhất thì chọn trước đi. Ví dụ ở đây mình đang có túi trang sức G, nó có cho mình từ địa ngục đến khổng tước. Kiểm tra địa ngục đến khổng tước nhé. Như vậy đang ấy nổ dở bộ dạng Nga, lấy nốt dạng Nga đấy, tuyệt chiêu thiên phú, lấy cái ma phòng của dạng Nga đi. Lên thêm tuyệt chiêu thiên phú, lấy bộ dạng Nga này. Rất hay bị cái lỗi hình không hiển thị ấy. Nó chỉ cái đốm này, chọn cái cuối cùng. Để mình kích thêm được cái tuyệt chiêu thiên phú cho team để chuẩn bị đón con ấy về. Đón con Odin về. Tiếp tục là túi 7 sao E cho mình từ bôi thủy đến bảo kiệt kiểm tra ấy. Bảo kiệt là cái bộ kiệt quốc ấy, nó ghi tên không khớp nhau. Đây cái này đang gần cái ma phòng thiên phú ở đấy sau. Đang dở giang hải nhưng lại liên quan đến vật công trước đó hay sao. Ở đây mình đang chuẩn bị lên con tướng tuyệt chiêu, chắc mình lấy bôi thủy đi. Lấy bôi thủy lấy dần cái dòng liên quan tuyệt chiêu trước đi. Xong mình lấy cái món kia sau, đằng nào cái kia đang chẵn món rồi. Rồi cái này đang chẵn món rồi thì cái vật công lấy sau. Lấy cái tuyệt chiêu trước, lấy bôi thủy nhé. Có lấy lần lượt từ cái đầu đến cuối đấy, không phải bộ cao nhất. Lấy bôi thủy đi. Đang lấy cái món đầu tiên luôn. Thế tôi là túi 7 sao C ta có từ Hồng Hoang đến Hoàng Long. Cứ chăm chỉ vào mà check nhé, đừng có theo trí nhớ hay sai lắm. Cứ vào nhìn mực hệt cho chắc ăn đi. Mực hệt chứ khi còn sợ chọn nhầm ấy chứ. Đây Hoàng Long chưa có gì, đang dở bộ phiến ngọc à. Phiến ngọc liên quan đến ma công thiên phú à, nên xem nốt từ mấy bộ trước đó. Hồng Hoang full rồi đúng không? Có bộ tuyệt chiêu thiên phú là thiếu nhiều. Thôi cứ lấy nốt cái bộ này lấy ma công thiên phú cho Queen được. Giờ mình cứ lấy tiếp cái món tiếp theo, món tuyệt chiêu để kích thêm tuyệt chiêu phòng chứ nhé. Mình lấy đây của bộ gì nhỉ? Mình nhìn lại bộ quên bố tên bộ gì. Phiến ngọc hay bộ gì đó. Nãy nhìn quên không để ý tên, chọn mỗi vị trí quên tên.
Rồi bộ phiến ngọc, bộ phiến ngọc, bộ phiến ngọc, cái tuyệt chiêu của bộ phiến ngọc. Những cái bộ mà chỉ số nó không phải cao nhất thì mình cứ chọn lần lượt cho đỡ lẫn. Ngày xưa mình chọn cái kia vì ngày xưa nó ít trang sức. Và bây giờ khi mình nhiều rồi thì mình cứ chọn lần lượt cho thành nó đỡ bị nhầm. Tiếp tục bây giờ đến túi S thì cứ để từ từ sau, có nhiều khả năng sẽ chọn cái túi liên quan đến nhẫn. Thì mình dạo này toàn farm quặng bạc, bạc sắt đồng nhiều mà không có farm quặng vàng mấy. Thì nhiều khả năng mình sẽ chọn tiếp cái này. Tiếp tục ở đây là túi này là túi từ bộ Thiền Vũ à? Bộ này Thiền Vũ hay Thiên Vũ? Thiền Vũ đúng không? Bộ này bộ cao nhất đúng không? Chắc là bộ Thiền Vũ cao nhất đấy. Đây Thiền Vũ là bộ cuối cùng, thì bộ này thì chỉ số cao nhất thì mình phải chọn cái nào chỉ số to nhất mình lấy. Ví dụ cái này tăng ở đây là 2950, 2950, 2950. Cái này đến 3500 là tuyệt chiêu phòng, mình kiếm cái công trước, ma công. Lấy cái ma công trước nha. Mình chọn cái cao nhất. Cái ma công ở chỗ này. Đang ấn dùng xong thì thay cái này vào cho cái cũ. Mình chưa tẩy vội để đỡ mất công phải chuyển qua chuyển lại nhiều. Dần dần này cũng chưa có đá tẩy mấy. Đấy đang mạnh nhất CV chưa vội vì sau mình tẩy 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 cái này sau. Gom nhiều nhiều tí rồi tẩy sau. Đây trang bị cái này vào. Có cường hóa thêm tí nào không? Được thêm một chút xíu đi cường thêm một tí này. Cường thêm tí bật công tiếp. Không đủ mắt không? Cho tí mà công trước. Đằng nào cũng đang trầu đen. À, hết rồi. Hết điểm. Cứ giải quyết lần lượt vậy thôi, từ từ nó sẽ xong ấy mà. Nói chung là khoai nhất cái quả hai kia cấp tới phiến thì càng nhiều thì lên lo càng rẻ, đúng không? Còn tại cái kia nạp đều thì cái chiến công cái điểm chiêu bộ nó nhiều nên là lấy cái lo không khó. Ví dụ xem bây giờ tầm bao nhiêu phần trăm có lo. Rồi dù shop cái ác ma nhé. Xem trái OP là bao nhiêu mạnh. 38 thì gọi làm tròn là 40 cho dễ nhầm nhé. Tại vì nick này nạp đều kiếm thêm mấy mảnh nó không khó. Này 56. Ôi giời, thì gọi cho làm tròn 60 thì coi như là đủ trái OP gì nữa, thiếu một chút xíu mà chơi sự kiện với nạp đều tuần sau coi như là đủ đúng không? Kéo mình lên con lo trước cả con kéo lên con lo ăn à, nhưng mà hết haki, con chọn không có haki nhỉ. Lo thì nhiều khi đánh ảo hơn là Oden đấy, nhưng mà chẳng qua là mình muốn để nó đi map đi boss tinh tinh thì muốn lên Oden trước. Chứ còn thực ra nếu lấy bình thường lấy cái kia ảo hơn. Còn bên này thì cái gì còn cái gì nhỉ? Mình kiểm tra cái lệnh triệu tập. Đầu tiên là shop Wano xem cho là bao nhiêu mảnh nhỉ. Thực ra là dùng phiến trước xong dùng Wano sau, nhưng mình cứ tính từ cái này trước đi. Đang tiện ở trong cái shop này. Cái này là 17 gọi làm tròn là 20 nhé. Bây giờ vào trong cái chỗ này, trung tâm đổi quà này. Hay mình lên cái lo trước rồi. Ở đây cho chỗ đồng độ. À không nhầm, vào chỗ tất cả chứ. Xong sang bên này. Túi này 60 chia 3 là 20 không? 20 chia 2 là 40. Đã đang thiếu cái này tí xíu. Tức là nếu là sự kiện này mình cố hộp 25 ấy. Còn 40, bây giờ kia là 40 này. Thế nào. 40 à? Đang là 40 thì từ từ nhé, để mình cân đối lại xem nào. Nếu mà cái kia làm tròn của Ano coi như là 20 thì vì giờ nào tuần sau lại làm mắc mà. Thế là tròn là 20 chỗ đấy là được khoảng tầm 40 nữa. 60 mẹ rồi. Nếu mà hay là mình cố thì anh hộp mình lên lo sớm nhỉ. Từ đấy mình lại chấp nhận là hy sinh Chu để lên kia sớm thì mình chấp nhận là lên trái Thiên Long chậm một tí vì mình là server mới. Thay vì chơi Oden nộ sớm luôn mình lại chuyển sang mình tập trung mình lên hai con tướng sớm. Lấy mình có lợi thế tướng hơn nhiều. Chấp nhận là Oden độ chậm một tí. Để mình lên con lo sớm thì sao? Tại vì haki nó rất là nhiều ấy. Không dám không nhiều lắm đâu, nhưng mà đang định tính lên hai con đấy sớm. Tức là vẫn lên Oden nhưng mà chồng lên cái trái hỗ trợ tăng cường chậm đi một tí. Có hợp lý không nhỉ? Nhờ đây cố 25 hộp nó hơi căng nhá, tại vì mấy hôm nay xả lực liên tục mới được có 23 hộp. 23 hộp mình cũng biết nhận cái cốt Giáng sinh nhỉ, mình nạp rồi nhưng chưa nhận xuống sao ấy. À nhận rồi à. À đây có cái hộp Giáng sinh trước nhận cốt mà quên chưa nhận rồi. Thế hộp này nữa. Có việc xả nhiều lực nữa thì nhiều khả năng lên một hộp 25 nữa thôi, chờ thời gian ngắn thì mình sẽ lên có lo được. Nếu mà so xét với việc lên một quả cho Oden độ sớm với việc lên thêm con lo sớm thì thấy cái việc lên con lo sớm lại lợi hơn là việc lấy một cái trái quỷ hỗ trợ Oden độ sớm ấy. Mình đang phân vân chỗ đấy một chút xíu. Tại vì bây giờ lên cái trái đấy phải chờ xu rất là lâu ấy. Thời gian đấy nhiều khi mình lên con lo trước. Mình nghĩ là bây giờ mình lại nghĩ là việc lên con lo trước là ảo hơn ấy. Hay mình lấy Oden lên sau nhỉ. Là nào Oden giờ cũng chờ lâu mình lên xứ con lo trước đi. Thì nếu mình chậm, nếu mình lấy cái trái quỷ chậm xuống một tí xíu ấy, thì nhiều khả năng sự kiện này đổi xứ lấy hộp lên con lo sớm ấy. Tại vì giờ về cái Oden đó chúng ta nó chỉ thiếu cái haki thôi.
Thế chắc chắn với bạn luôn, đánh nhau có lo mạnh hơn Odin đấy. Nhưng mà đánh boss linh tinh thì Odin nó mạnh hơn lo. Câu chuyện nó như vậy. Bây giờ chọn cái nào trước, lên cả hai thì hơi khó. Bây giờ lên con nào trước, con nào đây? Thì tại vì lo sắp sửa đủ rồi. Thì bây giờ thực ra ấy, mình cố, ví dụ nếu giả sử mình hy sinh hộp 35 không lên thì mình hoàn toàn có thể cố được 50 hộp. Thực sự mình có thể cố 50 hộp. Khi mình cố được 50 hộp thì mình hoàn toàn có thể lấy được thêm 50 mảnh thì chắc chắn là mình sẽ đủ được cái lệnh triệu tập con lo. Lệnh triệu tập con lo kết hợp với lại cái kia đủ trái OP nữa. Từ sau nạp mắc mà thì mình sẽ được con lo sớm. Nên lo sớm xong thì lúc đấy thì cái phong tả sau đủ haki lên Odin sau. Nó có lo mất nhiều haki không nhỉ? Đấy, nhiều khi muốn quay xe đi chỗ đấy. Thì giờ ra con lo sinh tồn đánh PvP thì nó mạnh hơn. Mà sắp sửa giải đấu ra thì cần con sinh tồn mạnh. Bây giờ các bạn server mình có một bạn lên Odin rồi. Thì nếu là sử server yên bình ấy, thì bạn ấy sẽ đi cùng mình. Ví dụ tổ đội chiến chẳng hạn. Thì lúc đấy ta dùng Odin của các bạn kia để ta dùng con lo của mình sẽ hay hơn. Là việc mình hai thằng đều có Odin thì dùng được một thằng. Mình đang tính cho cái giải đấu tổ đội chiến ấy, kiểu vậy. Thì mình sẽ xoay theo thế cục thôi. Thì hiện tại server có một con Odin rồi. Ở thời điểm mình quay video này bạn kia lên Sura rồi. Nên thời gian là yên tâm có một bạn lên Odin Sura rồi. Bây giờ mình xem xét lại con lo. Đầu tiên là Odin nó là 45 cấp Haki. Con lo là bao nhiêu nhỉ? À lo ra sau nhỉ? 47, 45 không chênh là bao nhiêu cả. Ở đây mình đang giữ rất nhiều. Chắc chắn mình đủ Haki đây con lo. Giờ xem cái Haki con cấp thôi. Nó là dạng túi ghép nữa. Thì 52 túi mình nghĩ là cố cũng được. Vậy chắc mình để mình hỏi lại chủ nick đã. Nhiều khả năng có thể sẽ lên con lo trước ấy. Con lo trước nó mạnh cho cái lợi thế toàn server hơn là việc là hai thằng lên con giống nhau. Vẫn sẽ lên Odin thôi nhưng lên chậm hơn. Và trái quỷ kia có thể xem xét lại. Đấy giờ mình lên cũng không đủ xu này. Mình không đủ xu để ghép trái đấy ngay lập tức. Thì lúc đấy nhiều khả năng đến sự kiện Tết mình lên sau cũng được. Chứ không nhất phải lên ngay bây giờ. Tại bên đang có giữ một hộp 35 rồi mà. Sự kiện này nếu mình không dùng cái hộp 35 ấy mà mình dùng hai hộp 50 ấy thì mình đổi hai cái bốn cái vật phẩm kia ra vàng nữa để lấy thêm vàng để mua thêm hộp dư cho chắc chắn 50 hộp để mình lên con lo là sớm, nó hợp lý hơn. Nó thực tính thực chiến nó cao hơn là việc mình lên con Odin sớm. Tại vì boss server bây giờ cũng chẳng có gì ngon cả. Thực sự nói thẳng là boss không có gì ngon cả. Lên lo trước nó mạnh hơn đấy. Còn trong server thì bạn ý ở đây ví dụ kéo xuống dưới này. Đây không có nhỉ. Ở đây ví dụ mình đánh cho bạn, mình nhớ có hôm qua một bạn đánh mà bạn ấy đánh trước mình chả thua ấy, nên thành ra ví dụ bạn Odin ở trong server này. Bạn này sao nhỉ? Không phải bạn này, bạn khác. Thế là mình hôm qua thấy bạn đánh trước mình rất là nhiều lần nhưng mà bạn không thắng được nên mình cũng không thấy lo lắm. Thì mình thấy cảm giác đánh vầy nếu thêm con lo càng mạnh hơn thôi. Cũng chả vấn đề gì cả, mình không biết bạn lên Odin nó bay chỗ nào rồi. Đây như bạn nhờ Yu Mikami này. Đây bạn này có Odin này. Hôm qua bạn đánh tấn công trước mình liên tục bạn không thắng thì phát nào. Bây giờ đây mình đang xem đánh trước thì càng lợi thế hơn. Thì nói chung là không sợ lắm thì như vậy mình lấy con lo về sớm nó hay hơn. Và mình chấp nhận sự kiện này không lên hộp 35 nào cả. Phải đánh đổi thôi, được cái này mất cái kia mình chấp nhận vậy. Thì cái này đấy mình sẽ dùng ít xu. Đấy mình dùng ít xu để mình đổi ra viên Haki cao cấp. Vì đằng nào bây giờ mình hai cái thứ tốn xu nhất ấy là Odin và cái trá quỷ mình đều chưa lên sớm. Mình lên con lo trước mà. Thì đấy có thể tốn ít xu mình đổi hai kia cấp để lên luôn con lo cho gọn cũng được. Đấy vậy thì mình nghĩ vậy sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nên bạn thấy mình chơi queen mình chả thua đâu. À không, phát này khéo thua chỉ phát này bị khống chế. Vừa bảo không thua đâu, phát này có vẫn thua. Nhưng mà chắc chắn bạn luôn mình lên con lo sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc mình lên con Odin y hệt nhau. Nói chào, nếu con queen mình không bị khống chế, mình không khống chế được nó, sợ bị khống chế thôi. Còn mạng hồi sinh bây giờ nếu mình khóa được con Odin thì mình hoàn toàn có thể thắng được. Thì mình sẽ hóa đá đó. Đa mình cũng to, hóa đá không? Tê liệt là ngon rồi. Đó. Trong lúc đầu tưởng chừng mình thua nhưng hiện tại mình lại lợi thế. Đấy, thế rồi kịp là gì mình đã chia sẻ cho cái video phân tích trước khi lên. Thì mình bảo cái khả năng khống chế của con Queen nó ngon hơn Odin rất là nhiều. Nên là một chọi một thì tỷ lệ thắng của con Queen rất là cao. Nhưng mà nếu cả team nó mạnh ấy, thì Odin lại khỏe hơn là Queen nhé. Nhưng mà đây do server mới làm gì có đủ team đâu. Nên là ra bây giờ mình đang nghĩ việc lấy con lo. Thì mình sẽ trao đổi ở chủ nick thôi. Để xem là chốt phương án nào. Còn nếu thích lên Odin thì vẫn được. Tại vì bây giờ đang mạnh nhất server. Người ta Odin mình có Odin mình hơn con Queen thì kiểu gì mình vẫn thắng thôi đúng không? Nhưng mà vào bây giờ người ta có Odin mình có Queen thì mình vẫn đang thắng mà. Và bây giờ mình lên thêm con lo mình cũng vẫn thêm thắng thôi. Nói chung là trong server không ảnh hưởng gì cả. Chẳng qua mình đang nghĩ đến cảnh đi tổ đội chiến mỗi người vứt ra hai con tướng ấy. Thì nếu mình có con lo mà server chưa ai có mình có con lo cộng với việc mình có con Queen thì bạn kia lên con Odin kết hợp với con Boa chẳng hạn. Thì một bạn nữa lên con nào hỗ trợ hồi sinh
ví dụ bạn kiếm con nào hỗ trợ hồi sinh nhỉ, ví dụ con đo bingo, bạn nào lên con đo bingo đi, không hay bạn nào đó lên một con ví dụ như là con lo thường ấy cũng được đấy, kiểu kiểu vậy. Tức là mình sẽ phối hợp tướng vào sau để cho cái team mình nó mạnh nhất có thể đánh tổ đội chiến cho nó mạnh ấy. Còn vào vòng trong thì lợi thế thì nói chung nó thật sự vừa mới thằng nào nạp nó khác biệt luôn, ông không nạp ấy mà, nên thành ra mình nghĩ như thế nó hợp lý hơn. Thì thôi cái đấy để mình trao đổi lại với chủ nick nhé. Còn thôi video này tạm thời kết thúc ở đây đi, mấy cái này đinh tinh ấy rồi. Cần nâng thêm một tí, phải nâng thêm chút, nhưng mà thôi cái đấy hiện tại giờ server mạnh quá chả cần nâng đâu. Thì sau video sau mình quyết định xong mình nâng sau. Nhưng mà đấy nhiều khả năng mình đang nghiêng xu hướng lên con lo sớm thì mình đang tính toán như vậy đã. Nếu mà lên con lo sớm thì đầu tuần sau mình lên thôi. Còn nếu lên Oden sớm thì có thể tuần sau nữa, tại vì chờ hai kia cao cấp. Thế mình đang tính toán như vậy. Thì thôi để mình kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.